Vâng, xin kính chào quý vị và tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube của Eway 301. Không biết ở đây có quý vị nào và các bạn nào mà đang sử dụng TV mà không có cổng quang học thì quý vị hãy thử trải nghiệm ngay cái sản phẩm này nhé. Trường hợp TV của anh em không có cổng quang học optical thì không dùng giải mã, anh em không nên dùng giải mã từ TV xuống. Rất nhiều anh em rất là cực đoan, tức là muốn nghe hay là cứ phải dùng giải mã. Đấy. Nên là anh em lấy một đầu tín hiệu từ cổng 3.5 của TV và đầu còn lại là cổng 3.5, còn lại cắm vào con giải mã. Rất nhiều con giải mã có cổng vào 3.5 đấy, để anh em chơi. Như vậy thì thực ra nó vừa tốn kém và thứ hai là không phát huy được hết cái khả năng của con giải mã. Thì anh em biết rồi, cái tín hiệu từ TV qua đường 3.5 này để tín hiệu analog thì qua giải mã nó không còn có gì để giải mã nữa. Thực tế là như vậy. Thì đôi khi anh em nghe nó hay hơn một chút, bởi vì là nó sẽ qua cái bộ phận gọi là chỉnh âm sắc một chút, đỡ bị méo tiếng. Đấy, thì nó nắn lại tiếng cho anh em và nó có cái volume, nó kích lên một tí thì anh em nghe cảm thấy nó khác. Thế nhưng mà như vậy thì nó hơi lãng phí, bởi vì là cái cổng vào là AV thì nó không kích hoạt tính năng giải mã của con giải mã. Như vậy mà anh em dùng những con giải mã thì nó rất lãng phí anh em nhá. Còn trường hợp mà anh em muốn cải thiện cái tín hiệu của anh em, nguồn nhạc từ TV xuống âm ly anh em dùng, thì tôi có một cái lựa chọn. Đây cũng chỉ là một trong cái sự lựa chọn để anh em cải thiện. Thứ nhất là cái điều đầu tiên là anh em muốn hay hơn thì anh có thể nâng cấp những cái dây 3.5 ra 2AV. Anh em cắm từ âm ly, từ TV xuống âm ly anh em chơi, như vậy là đã đạt tiêu chuẩn rồi nhá. Dây xịn xịn một chút là anh em cắm đỡ sôi sạn và truyền tải rất là tốt rồi. Như vậy nó cũng cải thiện hơn một tí. Chúng ta làm cái gì cũng vậy, mình thêm một chút tiền mình cảm thấy nó hay hơn, nó ưng hơn là mình hài lòng. Chứ mình đầu tư tiền vào cuối cùng nó cũng chẳng khác gì thì tốt nhất là không cần thiết. Đấy, rồi ok. Nhất là cái vấn đề về dây dẫn trước nhá. Rồi, một đầu từ TV. Đấy, sau còn cái cách thứ hai, cách tiếp theo là anh có thể nâng cấp thêm một cái sản phẩm nữa là những con dề đèn như này. Con này nó khác ở con giải mã một chút là nó không nhận tín hiệu kỹ thuật số mà nó nhận tín hiệu analog, tức là tín hiệu AV. Đấy, thì thay vì chúng ta sẽ cắm đây, tôi sẽ lấy luôn cái dây nguồn vào đây. Dây nguồn đây. Đấy, con này phải dùng điện anh em nhé, phải cắm điện. Đấy. Ok. Và tín hiệu một đầu sẽ cắm vào TV này. Đầu còn lại sẽ cắm vào con dề này, đường AV đây. Nó nhận đường AV anh em nhé. Đấy, rồi. Và cái đường AV này sẽ được cắm xuống âm ly. Đấy. Thông thường thì anh em sẽ tốn kém thêm một bộ dây AV nữa, anh em thấy không? Tốn kém thêm một bộ dây AV nữa. Đấy. Cắm xuống âm ly như này. Đấy. Chà, cắm xuống âm ly. Nó tốn kém thêm một bộ dây AV nữa. Thông thường thì từ dây 3.5 từ TV cắm dây này xuống hai đường AV của âm ly anh em chơi luôn rồi, hay là thậm chí là đường AV của vang số thì anh em chơi luôn rồi. Đấy, thì bây giờ lại mất thêm một cái con dề đèn này, mất thêm một bộ dây AV nữa. Đấy, nhưng mà đã mất công đầu tư thì chơi thử xem nhá, xem có khác biệt không. Rồi, ok. Rồi như này thì khi chúng ta kết nối như này thì tín hiệu sẽ như nào? Tín hiệu sẽ từ TV qua con dề này, vai trò của nó sẽ đè bộ phận tiền khuếch đại tín hiệu ngay từ bre, tức là trước, nó sẽ khuếch đại tín hiệu trước khi xuống âm ly và nó sẽ tham gia vào quá trình chỉnh âm sắc của anh em. Thứ nhất là bát chép này, có thể tăng giảm bát chép. Đấy. Tăng giảm chép này. Volume nó khuếch đại tín hiệu. Đấy, nó sẽ đây là cái bộ phận nó điều chỉnh âm lượng cho toàn bộ dàn của anh em. Và một cái vai trò quan trọng nữa mà gần như là tối thượng của những con dề đèn đó là phối hợp trở kháng để cái tín hiệu vào và tín hiệu ra xuống âm ly nó hợp, nó hay vị. Đấy. Đấy là cái điều quan trọng. Đây tôi test thử nhá. Thay vì tôi dùng 3.5 từ TV, tại vì TV của tôi là TV thông minh đời mới nên nó sẽ không có cổng 3.5. Đây là mình sẽ lấy một cái nguồn nhạc từ một cái đầu phát khác xuống. Đây. Anh em xem nó khác không nhá. Ok. Đấy, cách kết nối là từ nguồn phát vào. Đấy, anh em bật bật con giải mã lên thôi. Và anh em bật âm lượng lên đây, để âm lượng đây. Đèn tại sáng là có cái hay, có chơi những con dề này là anh em có thể là rút nâng cấp bóng được, anh em nâng cấp bóng được, nâng cấp bóng. Tôi sẽ lấy cái điều khiển, tôi bật một đoạn nhạc này anh em ạ. À, nghe thử nhá. Mình sẽ nghe thử khi có dề và không có dề xem âm thanh nó có khác biệt như nào nhá. Đây là cái bóng đèn. Chơi những con dề đèn này nó có hay là chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp những cặp bóng này được. Đấy. Và không chỉ sản phẩm này dành cho những anh em mà TV không có cổng quang, thì những anh em mà đang dùng giải mã như tôi ở đây, đang dùng, thậm chí đang dùng con giải mã hay rồi mà chơi qua dề rồi, tôi bật âm lượng to lên một tí này. Đây, mình sẽ chỉnh âm sắc ở đây, bass này. Quý vị cảm nhận từ bass thay đổi rất rõ rệt. Đó,
Và cái hay là tiếng nó không bị vỡ khi chúng ta chỉnh âm lượng. Đó, chép này, em nghe cảm giác chép này. Được chép này. Tôi giảm chép thì đó. Sau đó tôi sẽ chuyển sang đánh trực tiếp không qua dề, xem quý vị có thể cảm nhận được không nhá. Đây, mình đang chơi qua dề đấy nhá. Đấy. Rồi, ok. Anh em thấy rằng là tôi chơi qua một con rẻ mã rồi nhá. Thậm chí qua rẻ mã tín hiệu nó đã đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ chơi trực tiếp xuống rẻ xem. Khác không nhỉ? Đây, vẫn nguồn như vậy, giúp con rẻ không chơi qua rẻ nữa. Đây là cái cách gọi là cải thiện âm thanh khá là hay cho anh em. Đấy. Anh em người thấy rằng là bass chép nó hơi mờ ấy một tí. Âm nó hơi mờ ấy so với việc mình chơi trực tiếp. Đây là trường hợp mà tôi có rẻ mã nhé. Còn nếu như mà TV của tôi mà không có rẻ mã mà chơi trực tiếp cái dây này từ TV xuống thì nghe nó còn dở nữa. Đấy. Và đây là cũng là một đây là cũng là hai cái cách để anh em có thể là cải thiện cái chất lượng âm thanh của mình nếu như đòi hỏi cao hơn từ nguồn nhạc từ TV xuống. Thứ nhất là đầu tiên là cái dây dẫn từ TV xuống. Đấy, cái này là giống như cái mạch máu của chúng ta. Nó sẽ truyền tín hiệu từ nguồn phát xuống âm ly. Cái đầu tiên nhá, đây là cái bước truyền đầu tiên anh em nhá. Đầu tiên mà cái đầu tiên này nó tốt thì cái phần sau đầu xuôi đuôi mới lọt thì nó mới hay được. Còn ngay cái bước đầu tiên dây kém chất lượng rồi thì dây AV phía sau có xịn, dây loa có xịn thì nó cũng không phát huy được hết. Nhá. Nên là chúng ta muốn như đầu tư các cái tín hiệu về dây dẫn hay thiết bị thì chúng ta phải nghiên cứu về cái vị trí của những cái sản phẩm đó để chúng ta đầu tư nó đúng, nó hợp lý. Rất nhiều anh em chỉ tập trung vào đầu tư dây AV, dây loa, nhưng mà ngay cái bước đầu tiên những cái dây kỹ thuật số này, dây quang học, dây 3.5 như này này thì nó cũng hơi bị thiệt thòi một chút anh em nhé. Và đấy là một cách. Cách thứ hai là anh em có thể sử dụng thêm những con dề như này để giúp anh em có thể cải thiện thêm một cái chất lượng âm thanh ở nhà để anh em nghe nhé. Đây cũng là một trong những sự lựa chọn thôi. Tất nhiên là có thể quý vị thích, có thể quý vị không thì hoàn toàn tôi đồng ý thôi. Nhưng mà nếu như mà quý vị nào mà thực sự mà yêu thích cái sản phẩm tôi vừa giới thiệu đến anh em thì có thể nhắn tin gọi điện. À quên đấy, về báo giá cho anh em. Một con dề đèn Tube T1 này có giá là 850.000 đồng. Một bộ như này. Đấy. Còn nếu như quý vị mua thêm bóng xịn thì là 200.000. Cặp bóng tôi vừa giới thiệu đến anh em đấy. Đấy. Nhá. 0908722688 hình thức thì quý vị nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán. Đấy, con Tube T1 này thì tôi có bán rất là nhiều rồi. Còn ngoài ra có sản phẩm cao cấp hơn là con Tube T5C này thì mình sẽ nói ở những video clip sau. Đây mục đích là giới thiệu em một sản phẩm để giúp anh em cải thiện đối với dòng TV mà không có cổng quang.